nhằm mang đến cái Tết đầy đủ và ấm cúng cho cán bộ và chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa. Các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và các địa phương khắp cả nước đã quyên góp ủng hộ các cán bộ chiến sĩ mỗi phần quà có giá trị từ 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn đồng, quy ra các loại hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Từ những phần quà này sẽ giúp các cán bộ chiến sĩ trên đảo tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết. Những món quà từ đất liền đối với cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa, nhất là vào dịp Tết thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Đây là cái nguồn cổ vũ động viên rất là to lớn đối với cán bộ chiến sĩ chúng tôi, để cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là những con ưu tú của Tổ quốc khi đứng ở vị trí là cán bộ cũng như là chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Và tôi rất vinh dự được công tác ở trên quần đảo Trường Sa. Trong chuyến đi lần này, Ninh Thuận có khoảng 30 chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quân sự tại các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa. Hầu hết đây là lần đầu tiên các chiến sĩ ra thực hiện nhiệm vụ và đón Tết tại Trường Sa, nên không khỏi xúc động và bày tỏ niềm vinh dự. Tôi rất là tự hào về chính mình và nhiệm vụ của tôi. Mặc dù nhiệm vụ ngoài đây cũng gian lao, nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ Tổ quốc, thực hiện những nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Trong năm 2017, quân và dân huyện đảo Trường Sa đã chịu nhiều thiệt hại do bị ảnh hưởng liên tiếp bởi cơn bão số 15-16, khiến nguồn thực phẩm khan hiếm và cơ sở vật chất trên đảo bị hư hỏng. Thông qua những chuyến quà Tết này, giúp cán bộ và nhân dân trên các đảo khắc phục phần nào, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.